Và xin đồng hòa chào mừng toàn thể các bạn, chúng ta đang đến với trận đấu ở buổi tối ngày hôm nay của đối đầu giữa Cao Thủ MFC cùng với Cao Thủ Vinh Hà. Số 10 đó là Lít Quỳnh, số 96 vị trí của Văn Hội, số 7 Văn Triệu và cuối cùng là cầu thủ mang áo số 9 đó là Gia Huân. Sự phát trong trận đấu này và hình bóng thi đấu thì bên phía các cầu thủ Vinh Hà đang là những người chơi và bảo vệ phần sân ở bên phía tay trái màn ảnh của các bạn. Trong khi đó thì đội bóng MFC đang là những người chơi và bảo vệ phần sân ở bên phía tay phải. Đây cũng sẽ là một cơ hội cố định dành cho các cầu thủ MFC. Đó là một đường chuyền ngắn đến từ phía các cầu thủ áo trắng rất nguy hiểm dành cho thủ thủ vừa rồi. Và may mắn là Quidwell vẫn còn đang có sự tập trung dành cho mình. Vẫn đang là cầu thủ áo trắng Phạm Lực. Đó là chiếc điểm từ xa không vào. Phạm Lực đã đưa ra một quyết định, phải gọi là một ý đồ hết sức rõ ràng. Và như vậy thì ở tình huống vừa rồi bóng lại đi vào xa. Vẫn là một đường chuyền tốt nữa đến từ phía các cầu thủ Vinh Hà. Có đó được xử lý với chiếc điểm không vào. Vẫn là cơ hội tiếp theo. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Vinh Hà ở tình huống vừa rồi. Và đội trận ngày hôm nay thì thật sự đang là một sự đồng đều rất lớn từ cả hai đội bóng. Kể theo đó là về cả việc có được và vô địch sự tốc dành cho trận đấu ngày hôm nay. Tình huống đánh biên dành cho các thủ áo vàng. Vẫn là tình huống kiểm soát tốc với tình huống chuyền bóng ngang. Không vào! Lại một lần nữa thì thân vỏ đã chưa thể đá bại được thủ thành của các thủ áo trắng. MFC thì cũng vậy. Cũng là một đội bóng rất có uy tín về những đội bóng phong trào khu vực Bình Tân và Tân Phú. Không được, đồ được chiếc điểm vừa rồi vẫn chưa thể mang đến một lợi thế thuộc lợi hơn dành cho các thủ Vinh Hà. Đang có cơ hội xử lý dành cho các thủ áo vàng. Và đang là Sigo. Sự triển khai mà các thủ áo vàng đang tạo ra thật sự là quá tốt và không được. Vinh Hồng vẫn có được một sự chủ động để có một tình huống cai bóng. Đây sẽ là cơ hội phát công quay trở về cùng với các thủ Vinh Hà với đường chuyền ngang. Quả trống đang mở ra nhiều hơn ngay lúc này dành cho đội bóng áo vàng, đó là Phương Trường không vào. Đã được xử lý bóng và thực hiện tình huống dứt điểm từ Phước Trần. Những cuối cùng thì bóng lại đi chệt cục. Rất nguy hiểm dành cho trận đấu vừa rồi nhưng vẫn chưa phải là bàn thắng. Ở những trận đấu cố định thì chúng ta vẫn đang nhắc đến rất nhiều. Câu lạc bộ Vinh Hà hoàn toàn có khả năng và dứt điểm nổi, mặc dù vậy thì bóng đã chưa thể vượt qua được các thủ áo trắng. Đó là một tình huống chuyền bóng chạy không vào. Rất nguy hiểm và chắc chắn và vẫn chưa phải là bàn thắng dành cho các cầu thủ Vinh Hà. Có cho mình về những sự thay đổi người và hy vọng đó cũng sẽ có thể mang lại sự quả dành cho các thủ áo trắng. Và đó là đường chuyền tình huống bắt bại của Phước Trần với tình huống chặn đứng rất tốt. Có đường chuyền ngang và tiếp tục là những cơ hội dành cho các cầu thủ áo vàng. Và quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Vinh Hà. Lại một cơ hội thuận lợi nữa, Lít Quỳnh hoàn toàn có khả năng tốt để mang lại bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ áo vàng. Và trả bóng trước bất vội nhưng vừa rồi thì bóng lại đi chệt cục. Và cái đội đội có lại của mình đang có được ở một bộ đôi thi đấu phòng ngự cực kỳ tốt dành cho các thủ áo vàng. Đây sẽ là một cơ hội dành cho Vinh Hà không vào. Rồi cắt bóng và đang là các thủ áo trắng thua đi. Có một tình huống trả bóng kịp thời dành cho Xuân Hải với tình huống cắt bóng vào sâu không vào. Rất tốt với tình huống qua người, Namenesta có được chuyền căng ngang không được. Chưa có tình huống trả bóng tiếp theo đến từ các thủ áo trắng, hoàn toàn là một sự thuận lợi. Ủa dứt điểm không vào. Một tình huống dứt điểm tốt của các thủ MFC. Để biên là quay trở về cùng với các thủ áo vàng. Vẫn còn có cơ hội không vào.
về của cao thủ Vinh Hà. Đó là Phước Trần ngày lúc này cũng đang được đẩy lên thi đấu cao và tạo là nhiều cơ hội hơn dành cho các cầu thủ ở áo vàng cover. Rất nguy hiểm cho sân đấu vừa rồi. Chúng ta đang nhắc đến tên của Phước Trần và xây sở cá nhân. Phước Trần lại có được một pha hoạt bóng tốt và tạo được dứt điểm. Và như vậy thì vẫn chưa phải là bàn thắng dành cho các cầu thủ Vinh Hà. Rất đáng tiếc. Có một tình huống treo bóng đánh đầu không vào. Lần này là tình huống đánh đầu được từ vị trí của Trương Duy Vĩ thuộc về phía đầu bóng áo vàng. Rồi treo bóng vào đánh đầu không vào. Đó là thủ thành quân công của các cầu thủ áo vàng cũng được chính ngang. Vẫn là những cuộc xử lý ngay lúc này dành cho câu lạc bộ Vinh Hà. Có đồng chí Túc đó được chức điểm và go vào. Và như vậy thì cũng đã có được 3 thắng bằng tỷ số ngay lúc này dành cho câu lạc bộ Vinh Hà. Thủ đấu xử lý rất tốt từ một góc đá rất hẹp. Vẫn là 3 thắng dành cho đội bóng áo vàng. Sau khi mà họ đã đưa ra rất nhiều những phương án để tạo được áp lực ở trong trận đấu này thì từ một góc đá mà các thủ Vinh Hà đã có được cơ hội và tình huống chức điểm tốt. Vẫn có thể thực hiện được thăm bàn thắng thì thực sự đó là một pha xử lý quá tốt. Vẫn đã là cao thủ áo vàng, come on! Đã là tình huống xử lý dành cho cao thủ của câu lạc bộ Vinh Hà. Sido. Ủa mấy giờ quá. Phước Trần, come on! Đã là những tình huống kiểm soát dành cho cao thủ áo trắng. Vẫn là cơ hội tiếp theo. Đội chuyên tốc vừa go. Tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ Vinh Hà. Tình huống xử lý và một pha bỏ bóng cực kỳ khôn ngoan của Siro. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống vừa rồi và thủ thành của các cầu thủ Hèm FC đã hoàn toàn bị đánh lừa ở tình huống vừa rồi. Có được một pha đánh góc rất tốt của Siro, cầu thủ mang áo số 92. Quyết định đã có được đường chuyền về từ vị trí của Văn Triệu. Chuyền về cánh phải của các cầu thủ áo vàng vẫn đang chơi tốt ở trong những phút vừa qua. Đây là Phước Trần. Thủ treo bóng dành cho các cầu thủ áo vàng, không vào. Một nỗ lực băng vào. Vị trí của Sido cùng với Phước Trần đang chơi quá tốt ở trong những phút vừa qua. Đội chuyền đã có gọi để chạm bóng và mang đến bàn thắng tiếp theo từ phía các cầu thủ Vinh Hà. Rồi được dứt điểm không vào. Hoàn toàn là một ý đồ để đưa ra một quả đá pha thẳng từ phía cao thủ của đội bóng áo trắng. Và đang là cao thủ áo trắng Anh Quân. Và đây là cô quay trở về cùng với các thủ áo vàng. Sotero đã đâu vừa rồi của Vesel bên phía các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Đội bóng Vinh Hà đã có được cho mình bàn thắng thứ 3. Sự đã có được một pha đánh đầu thực sự là quá tốt ở tình huống lên bóng. Với đường chuyền trả bóng, người đã thực hiện tình huống có được đường chuyền ngang vừa rồi đó là vị trí của Nguyên Bảo. Một pha kiến tạo quá đẹp mắt để cho Vesel mang lại bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Vinh Hà. Tỷ số đã là 3-0. Rồi quý vị, hôm qua như vậy thì bên phía các cầu thủ MFC ngay lúc này cũng đã có được cho mình bàn thắng rút ngắn tỷ số. Quá tốt dành cho ba đá vừa rồi của Phạm Lực. Từ tình huống trao bóng, Phạm Lực đã thực hiện tình huống dứt điểm từ rất xa. Bóng đã đi đúng vào góc chết công thành. Thật sự là quá tốt dành cho pha dứt điểm vừa rồi của Phạm Lực. Đá bóng rất kịp thời của thủ thành bên phía các cầu thủ MFC. Có được chính ăn. Và những cơ hội tiếp theo dành cho câu lạc bộ Vinh Hà. Khi có được tình huống có bóng đó là vị trí của Gia Hưng. Vẫn là một sân trống trải với đường chuyền không vào. Cao thủ bên phía câu lạc bộ Hẻm Nami Nesta. Rất tốt không vào. Đã là quân xử lý dành cho các thủ áo vàng. Điều chuyển từ vị trí của Phan Hữu
Phần đa là các thủ áo vàng. Đây là cơ hội ba đánh chân cho câu lạc bộ Vinh Hà. Đã đáp ứng sự vâng con. Vậy thì vâng có bàn thắng tiếp theo thùng về phía các cầu thủ Vinh Hà. Bàn thắng ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp hai. Tỷ số hiện tại đã là 4-1 thùng về các cầu thủ Vinh Hà. Và đó cũng là cú đúp bàn thắng ở trong trận đấu này dành cho vị trí của trung vệ Vinh Hà. Đó là vị trí của Văn Hữu. Pháp Lực không vào. Và đang ở những phút thi đấu bù giờ tiếp theo. Có thể là vì nhịp độ của trận đấu và trọng tài đã đưa ra quyết định. Còn những phút bù giờ dành cho trận đấu này không được. Thì đúng mà bóng đã đi vào mép lưới ngoài. Xử lý dành cho các thủ áo trắng không vào. Naminesta đã đưa bóng chạm vào xa găng. Thì đúng quá nguy hiểm từ phía các cầu thủ MFC. Quả đá rất căng và Nam Iniesta là người đã thực hiện quả đá vừa rồi. Rất tốt. Có những pha chờ chấp tốc từ phía các cầu thủ áo vàng và đây sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ Việt Nam. Come on! Thế vậy thì cái lúc này chúng ta cũng đã cất còi và khép lại cuộc đối đầu ngày hôm nay giữa các cầu thủ Việt Nam cùng với câu lạc bộ MFC.